Lúc mà bắt đầu xin vô đại học thì mới thấy ôi may mắn quá, con mình học QTS. Là vì khi học QTS xong, tốt nghiệp QTS thì cái việc con mình đi vô La Trớp nó rất là dễ dàng luôn. Giống như là trường La Trớp người ta thấy là con mình đã có tốt nghiệp QTS rồi là gần như là người ta nhận con mình luôn. Cái việc mình apply vô mình thấy nó rất là dễ dàng. Và thêm nữa là khi học QTS ra thì những cái kiến thức con mình Nhi có được nó cũng được đánh giá rất là cao. Cho nên là Nhi không những được trường La Trớp nhận dễ dàng mà còn cho Nhi học bổng nữa. Mà một điều nữa là em cực kỳ là rất là bất ngờ và thấy trời sao mà hên quá, mình đã chọn trường QTS mà lúc chọn vô trường QTS thì không nghĩ là mình lại được cái lợi điểm này luôn. Là con được free một năm, tức là bớt một năm học đại học bên La Trớp. Thì học 3 năm thì con được vô thẳng năm 2, được không học năm 1 nữa. Đó, rất là may mắn như vậy. QTS thì cũng bôn, cũng mình cũng tìm hiểu và QTS là rất là phù hợp với cái mà bôn đang tìm kiếm về một cái ngành học, thứ nhất là ở bên Úc, thứ hai là học về dinh dưỡng, được có cơ hội học về dinh dưỡng, cho đó QTS là một trong những trường khá là phù hợp. Và cái môi trường trong QTS cũng giúp cho mình phát triển đến ngày hôm nay, và thay mặt gia đình cảm ơn thầy cô của trường QTS rất là nhiều, đã luôn luôn kèm cặp và hướng dẫn Bôn, đôn đốc từng ly từng tí để Bôn có được ngày hôm nay, tốt nghiệp ngày hôm nay và có cái cơ hội mà study abroad ở Úc. Thực tế cho thấy thì ngay từ nhỏ Bôn đã, mình đã được học ở trường quốc tế từ lớp 1, từ cấp 1 cho tới tốt nghiệp cấp 3. Và gia đình thì không bao giờ áp lực là phải đi học thêm hay là phải học thật giỏi. Miễn là thí dụ như trong lớp khoảng 20 thì cố gắng đứng top 10, đừng có đứng top mà 19-20 ha. Thì và Bôn có một cái tính tự lập rất là cao. Ngay từ nhỏ đã không bao giờ anh gia đình kiểm tra bài vở tập, tức là tự lập đều có thể học vượt qua những cái môn học một cách tự nhiên. Và đồng thời khi mà vào QTS cũng vậy, Bôn lựa, mình lựa cái thời gian học tự do, được online nữa nên rất là tự do để mà hoàn thành. Chị cũng đánh giá rất là tốt cái chương trình đó thầy. Và thứ nhất về thời gian chi phí và tạo cho sinh viên có cái khả năng là tự học nhiều hơn. Kiến thức của QTS này rất thực tế, rất sát thực tế. Mình rất là appreciate từ cái môn mà human resource này rồi đến cái môn business rất là thực tế. Mình coi bạn học thì bạn hỏi những cái câu mình thấy như là một cái giống như là sắp sửa một test một cái ứng viên để vào công ty hay là như thế nào đó, rất là thực tế. Và mình thấy cái chương trình này thực sự hay nha cô. Chương trình QTS thứ nhất là về cái mặt tài chính là rất là đỡ cho gia đình, thứ hai đó là theo cái quan điểm của mình cũng là một cán bộ bên trường đại học kinh tế, thì mình thấy là cái cách giáo dục của QTS mà nó tượng trưng trong cái giáo dục của nước Úc ấy, thì mình thấy là các em học sinh Việt Nam không nhất thiết phải học đến cái lớp 12, mà các em chỉ cần học xong cái chương trình 11 và nên, theo tôi nếu mà đủ trình độ, các em nên tham gia QTS để lấy cái bằng của QTS và sau đó các em học bất kỳ một cái trường đại học nào ở Việt Nam. Bởi vì Việt Nam mình bây giờ đang mở cửa rất nhiều các cái trường đại học có thể đáp ứng được nhu cầu của các em khi các em thực sự có đủ trình độ. Còn trong quá trình học, thật sự mình thấy bé nó tiến bộ này nọ thì gia đình rất là hài lòng về vấn đề mà học hành của con, rồi nhất là giáo viên rồi tất cả những anh chị hỗ trợ cho bé rất là nhiệt tình để mà đạt được cái thành quả như ngày hôm nay.